Ôm đây cho mẹ nè. Nó khô rất là nhiều. Đấy, đỡ hôm qua rất là nhiều luôn rồi. Với đây là chắc là vết bị va đập nó là bầm này. Còn vết này vết vết hở nó khô rồi. Đấy, khoảng 1 2 ngày nữa thôi là chắc là bong mày à. Đập đâu mà mạnh thế không biết nữa. Nha.